Xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị đến với bản tin Văn hóa Việt của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chương trình ngày 17 tháng 6 năm 2016 có những nội dung chính sau đây. Sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2016 với chủ đề Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. Hình ảnh Việt Nam trong chương trình phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia Ai Cập. Quy định mới tạo thuận lợi trong công tác bảo quản và vận chuyển các bảo vật quốc gia khi đưa ra nước ngoài an toàn và dễ dàng hơn. Đến với đất nước Ai Cập trong dịp này, mọi người sẽ thấy hình ảnh đất nước Việt Nam xuất hiện đầy kiêu hãnh cùng với bạn bè quốc tế. Đó là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ, của tinh thần đoàn kết trong mỗi người con đất Việt, nơi xa xôi tổ quốc. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. Đây là những hình ảnh trong chương trình mang tên A Window to Vietnam được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia Ai Cập vào đầu tháng 6 vừa qua. Với thời lượng gần 3 giờ đồng hồ, chương trình được chia làm 6 đoạn, nói về nhiều khía cạnh trong công tác quảng bá văn hóa Việt tại đây, cũng như về quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Ai Cập. Trong đó, Đại sứ Đỗ Hoàng Long, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập đã trực tiếp giới thiệu về lịch sử, đất nước, con người Việt Nam thông qua những hình tượng như trống đồng, sách ảnh, trang phục và đặc biệt là hình ảnh dấu chân Bác Hồ 3 lần đặt chân trên đất nước Ai Cập. Mục đích và ý nghĩa lớn nhất của hoạt động này tức là truyền tải một cách đầy đủ, chính xác nhất các thông tin về đất nước, con người Việt Nam tới công chúng của Ai Cập. Qua đó tăng cường sự hiểu biết của công chúng Ai Cập đối với đất nước Việt Nam và trên nền tảng đó có thể thúc đẩy những sự hợp tác trong các lĩnh vực khác. Trong suốt chương trình, hình ảnh đất nước con người Việt Nam dần hiện hữu qua lời kể của những người con đất Việt đang sinh sống tại Ai Cập, qua những giai điệu tự hào và những màn trình diễn trang phục truyền thống, và đặc biệt là qua những món ẩm thực đặc sắc được chế biến ngay trên sân khấu. أما بالنسبة لرد فعل المصريين لمشاهدة فن العرايس المائية أعتقد أنه كان مرضي جدا. The most thing I like in this show the Vietnamese custom and also the food. Yes, I do like the way we are cooking. Different coloring from the red, yellow and green coloring. And yes. Taste of course. I think the culture is very special. Because we have very nice, you feel that Vietnamese people love life. And điều đáng nói là nỗ lực của toàn bộ các cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cũng như cộng đồng người Việt Nam tại đây trong quá trình thực hiện chương trình này. Phải nói là tôi rất là vui, rất là tự hào với chương trình giới thiệu về đất nước cho con người Việt Nam vì đã thấy được sự nỗ lực hết mình. Đại sứ quán, các cháu sinh viên và cộng đồng Việt Nam ở Ai Cập giới thiệu đất nước cho con người Việt Nam cho đất nước Ai Cập. Để chuẩn bị được chương trình này, toàn bộ cán bộ công nhân viên của sứ quán, các cháu sinh viên đang học tập tại Ai Cập, cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Ai Cập và một số người Ai Cập cũng đã cùng tham gia và chúng tôi đã triển khai việc tập luyện kéo dài khoảng hơn 2 tháng. Cộng đồng người Việt Nam tại đây có khoảng 90 người, chủ yếu sống tập trung tại thủ đô Cairo và hai thành phố Alexandria và Hurghada. Chương trình A Window to Vietnam không những đã để lại trong lòng bạn bè quốc tế ấn tượng sâu đậm về đất nước Việt Nam mà còn thể hiện tình yêu quê hương cháy bỏng trong trái tim mỗi người con đất Việt nơi đây.